Alo, chào các bác anh chị. Theo cái thói quen thông thường á, thì các bác anh chị xem video này thì vui lòng để lại trái tim, bình luận hoặc like để lấy động lực cho Thắng và nhóm anh em Tự Dân Chứng Khoán tiếp tục trao đổi và chia sẻ với các bác anh chị được nhiều hơn, được thường xuyên hơn. Hiện tại thì không biết là cái âm thanh thì các bác anh chị thấy có ổn không ạ? Chào bạn Nguyễn Thiện Tâm. Ok, hôm nay thì mình sẽ dành thời gian khoảng 30 phút để nói về thị trường hiện tại cũng như là những một số vấn đề liên quan. Phương pháp trao đổi với các bác anh chị thì dần dần sẽ được cải thiện theo hướng là những cái thứ chia sẻ với các bác anh chị ngoài cái câu chuyện là cập nhật tình hình chung của thị trường thì nó coi như đây là một cuốn nhật ký ghi lại những cái dịch chuyển của thị trường, sau này sẽ là tài liệu tham khảo cho nhiều anh chị em, các bạn là sinh viên hay là những người làm công tác nghiên cứu về thị trường chứng khoán có thể lật lại các cái ngày đó xem tình hình thị trường như thế nào, những cái vấn đề gì đang và đã diễn ra tại thời điểm đó, thì chúng ta sẽ có nhiều cái là kinh nghiệm hơn, tốt hơn cho cái câu chuyện là gọi là tài liệu tham khảo để nghiên cứu thị trường. Thì anh chị vui lòng là Thắng không phải nhắc nhiều nữa, mà anh chị vui lòng là xem thì để lại like, thả tim, bình luận và có những câu hỏi với thị trường. Anh chị em nào có những băn khoăn nào với thị trường hiện tại đang diễn ra thì cứ vui lòng để lại câu hỏi. Thì thưa với các bác, các anh chị, các bạn, thì hiện tại thì cái máy tính trước mặt nó đang có một chút vấn đề hay thế nào đấy mà nó không vào được mạng nên là không có cơ sở dữ liệu để trao đổi với các bác, các anh chị. Chờ Thắng một chút anh chị. Bắt đầu rồi mà, có nghe thấy âm thanh không chị? Bạn Hương Phong Trần không nghe thấy hả? Không có âm thanh đâu. Tại sao lại không có âm thanh nhỉ? Có âm thanh chưa? Dạ alo, có âm thanh chưa? Anh chị em mà có đó thì trả lời đi ạ, có âm thanh chưa? Nghe rồi đúng không? Ok, nghe âm thanh rồi mà, nghe rõ mà. Nghe âm thanh rồi đúng không? Ok, nghe rõ âm thanh rồi. Thị trường hiện tại thì đang ở cái mốc 767, vượt hẳn so với kỳ vọng của nhóm Tự Doanh Chứng Khoán trước đó. Cách đây nhiều phiên là nhóm Tự Doanh Chứng Khoán chỉ có dám kỳ vọng thị trường ở mức 765. Hiện tại thì thị trường đã vượt mức 767.62. Thì thưa với các bác, các anh chị, thay mặt lái tàu đoàn tàu Tự Doanh Chứng Khoán, xin được thông báo với các bác, các anh chị rằng là đoàn tàu của chúng ta chuẩn bị về ga Nha Trang và hành trình tạm ngưng dừng ở ga Nha Trang trong một khoảng thời gian nhất định. Việc dừng bao lâu thì chúng tôi sẽ có thông báo sau. Tuy vậy thì tại Nha Trang chúng tôi có một số gói hàng cần được gửi ra Hà Nội sớm hơn dự định. Vì vậy sẽ có một số gói hàng, vì cái tính bảo mật của các gói hàng này chúng tôi không tiện nêu ra đây, nó là gồm những cổ phiếu nào sẽ dịch chuyển trước về tiếp tục hành trình. Còn lại phần lớn 90% các cổ phiếu trên thị trường sẽ dừng tại tại mốc 700, quanh 765. Chúng tôi nói thẳng vấn đề luôn, 765 đến 770 trong một khoảng thời gian. Tại khu vực ga Nha Trang thì chúng tôi có các gói tour du lịch đi đảo Bình Ba, đi một số đảo cũng như là các tour du lịch chơi ngắn trong thành phố Nha Trang, trong thành phố Nha Trang trong thời gian tới. Đây là thông báo gửi tới các quý anh chị. Đoàn tàu sẽ còn cách Nha Trang khoảng 10 cây số. Các anh chị ngồi trở về ghế ngồi để chúng ta tiếp tục cái ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu là tiến vào ga Nha Trang trong một vài phiên tới. Đó là thông báo thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi đi vào cái nhật ký ngày hôm nay thì ngày hôm nay thị trường
20 tháng 6 năm 2017, chúng tôi chia sẻ với các anh, các quý anh chị là một số cổ phiếu ngành ngân hàng, đặc biệt là những cổ phiếu có nợ xấu cao ngành ngân hàng đang tăng khá là tốt, gồm có EIB, STB, SHB là những cổ phiếu mà có nợ xấu cao. Đây là cái vấn đề kỳ vọng của câu chuyện là ngày mai 21 tháng 6 năm 2017 Quốc hội sẽ phê duyệt cái đề án mà tái cấu trúc nợ xấu. Và cũng không ngoài cái dữ liệu của tự doanh chứng khoán luôn, trong những cái video trước đó về cái câu chuyện là hưởng lợi tích cực từ cái thông tin ngày 21 tháng 6 là Quốc hội sẽ thông qua cái đề án mà tái cấu trúc nợ xấu. Đó là thứ mà dẫn đến câu chuyện hiện tại là gồm những cổ phiếu sau ngành ngân hàng đang tăng khá là tốt. Cổ phiếu tăng nhiều nhất đó là EIB. EIB hiện tại đang tăng ở 6,5%. Cổ phiếu thứ hai đang tăng khá là tốt đó là STB tăng 2,5%, cổ phiếu BIDV tăng 2,5%, MBB tăng 2,9% và SHB, để tôi gõ thêm SHB nữa bởi vì trên hiện tại thì trong cái bảng này thì không có SHB. SHB. Ok các quý anh chị. Ngành thứ hai cũng đang được kỳ vọng khá là tích cực đó chính là ngành chứng khoán. Ngành chứng khoán, và bản tin ngày hôm qua thì chúng tôi có nhắc tới ngành chứng khoán bởi vì cái thông tin liên quan vẫn là cái thông tin liên quan tới việc là công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt lên sàn. Và ngày hôm qua thì trên báo Cà Phê F và báo Nhà Đồng Hành đã có đăng cái thông tin liên quan đến là Bản Việt làm thủ tục là niêm yết. Có nghe được không ạ? Các anh chị có vẻ là cái mic nó có vấn đề gì đó mà không nghe được đúng không? Nghe được chưa? Chờ chút xíu nào. Alo, anh chị em có nghe được chưa? Ai nghe được thì cho lại cái thông tin là đã nghe được rồi ạ. Nghe rõ mà đúng không? Sao các bạn nào không nghe được? Nghe ok mà đúng không? Nghe rõ. Vậy tại sao có bạn nói nghe không được, hay là không vui chỗ nào mà lại nói là không nghe được nhỉ? Có rõ mà. Các bạn nào nói là không nghe được thì cho ý kiến đi ạ. Nghe tốt mà đúng không? Tuy vậy thì theo cái tự doanh chứng khoán thông thường chỉ thông báo trước với quý anh chị và các bạn biết được cái thông tin liên quan. Vì vậy nên là chúng tôi đang thông báo trước với quý anh chị và các bạn rằng là thị trường đang hướng về ga Nha Trang và chúng ta sẽ dừng tại ga Nha Trang. Một số cổ phiếu đặc biệt trong cái gói hàng đặc biệt sẽ được gửi trước ra Hà Nội đường hàng không. Đó là cái câu chuyện hàm ý là thị trường sẽ vẫn có những cổ phiếu tăng ngược với thị trường chung và vẫn sẽ di chuyển theo hướng là tích cực. Tuy vậy đó là xác suất rất là thấp, những cái gói hàng đặc biệt này rất là ít, không phải là nhà đầu tư cá nhân nào cũng có khả năng để bắt trúng những gói hàng này. Còn lại thì chúng tôi có một số cái tour du lịch đi các đảo ở Nha Trang cũng như các tour du lịch đi loanh quanh ở đảo. Các anh chị, quý anh chị xuống ga Nha Trang vui lòng đi du lịch và trở về tàu vào cuối tháng 7 năm 2017 để tiếp tục cái hành trình. Thời gian chính thức mà chúng ta rời khỏi ga Nha Trang sẽ được tự doanh chứng khoán thông báo sau. Chúng tôi hơi nói chuyện mang tính khó hiểu một chút, nhưng mà thực tế nghề này thì nó hơi phức tạp một tí. Tiếp tục cập nhật cái tình hình thị trường. Chủ yếu chủ lực là ngành ngân hàng kéo thị trường. Trên cái chỉ số VN30 thì hiện tại đây chúng tôi đang được thấy là MBB tăng 6. MBB tôi vừa điểm qua một số cổ phiếu ngân hàng rồi, không điểm thêm nữa. Bên cạnh đó thì có PLX tăng 2,2% góp vào cái phần tăng của thị trường. Đây thưa các bác, các anh chị, chúng ta có BIDV tăng 2,5%. Trong những cổ phiếu trọng số cao thì có BIDV tăng nhiều nhất. Kinh Bắc tăng 3,9%, MBB tăng 2,9%. Còn lại thì các cổ phiếu là thị trường giảm điểm gồm có Vinamilk, Vincom, Vietcombank, SSI, PVD, FPT, GA. Thưa các bác, các anh chị, đây là những cái cổ phiếu đã chậm lại đà tăng. Thông báo trước với các bác, các anh chị để các bác, các anh chị biết được rằng là đà tăng đang chậm lại. Không có nghĩa là đảo chiều và cũng không có nghĩa là tiêu cực. Thị trường năm nay sẽ không mấy là, tức là không có chuyện tiêu cực.
các dòng sẽ thay nhau giữ thị trường ở một cái mức hợp lý, không gây ra cái tâm lý hoảng loạn đâu, không gây ra những cái tâm lý tiêu cực đâu. Chúng tôi có thể nhìn thấy được là câu chuyện là thị trường sẽ chứng lại trong những phiên tới, khá là chứng lại trong những phiên tới. Nhiều bác anh chị có ai đặt ra câu hỏi là tại sao tự doanh chứng khoán lại cho rằng thị trường chứng lại ở các phiên tới không ạ? Có ai đặt ra cái câu hỏi đó không ạ? Mời các bác anh chị để lại những câu hỏi là về cái câu chuyện thị trường. Thưa các bác các anh chị, là để tự doanh chứng khoán dành ít phút giải thích với các bác các anh chị tại sao thị trường chứng lại trong thời gian tới và đáp ở ga Nha Trang trong khoảng thời gian tối thiểu là 2 tuần. Chúng ta sẽ nghỉ ở Nha Trang tối thiểu là 2 tuần. Lý do là như thế này các bác các anh chị. Theo dự báo của tự doanh chứng khoán thì trong cái giai đoạn đầu tiên là dự báo tự doanh chứng khoán là thị trường sẽ dịch chuyển về vùng 765. Nhưng đến ngày hôm nay 20 tháng 6 năm 2017 thì thị trường chung đã vượt mức 765 ngoài kỳ vọng của tự doanh chứng khoán. Cái vấn đề thứ hai mà tự doanh chứng khoán lấy căn cứ để chia sẻ với các bác các anh chị về một cái chu kỳ thị trường tăng dài hơn thì nó cần một khoảng thời gian để làm quen với câu chuyện là chúng ta, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân cũng như là các cái tổ chức định giá làm quen dần với cái việc là PEGN bằng 12. Tại sao lại dùng cái PEGN bằng 12? Trước đây thì có một cái video thứ 17 trên YouTube đấy anh chị, trên YouTube của tự doanh chứng khoán. Anh chị vào Google là gõ tự doanh chứng khoán sẽ ra các cái YouTube của tự doanh chứng khoán. Thì video thứ 17 có nói với các anh chị về cái phương pháp định giá giản đơn, thì tự doanh chứng khoán sử dụng phương pháp định giá cực kỳ giản đơn, đó là sử dụng PE bằng 10. Nếu các anh chị đã từng nghe rất nhiều video của tự doanh chứng khoán thì các anh chị sẽ biết cái chuyện này. Thì PE bằng 10, tại sao lại sử dụng PE bằng 10? Tức là một đồng lợi nhuận của một doanh nghiệp chúng ta sẵn sàng chấp nhận trả giá gấp 10 lần để trả giá cho một đồng lợi nhuận. Nhưng năm 2013, 2014, 2015 là những năm mà kinh tế khá là tiêu cực, đó là chu kỳ suy giảm của nền kinh tế. Vì vậy cái việc sử dụng PE bằng 10 nó hợp lý, nhưng đến bây giờ thì nền kinh tế đã có phần nào đó là tiến triển theo hướng tích cực hơn. Chính vì nó tích cực hơn nên chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với một cái mức định giá mới, và chúng tôi cũng muốn cung cấp thông tin này nhằm hướng tới các tổ chức định giá, các nhà phân tích, các quỹ đầu tư. Chúng ta phải làm quen dần với lại việc PE trên ở thị trường Việt Nam ở mức trên 10, tức là sẽ chấp nhận ở mức 10. Chúng tôi cho rằng nó sẽ ở chấp nhận ở mức 12. Chấp nhận ở mức 12 thì tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Tại vì là cái vùng đỉnh cũ của thị trường đã mà những năm 2013, 14, 15 gọi là xác lập, thì năm 2016, 2017 đã thay đổi và các nhà đầu tư đã sẵn sàng chấp nhận mua giá gọi là giá thị trường của rất nhiều cổ phiếu ở mức giá tốt hơn rồi, mức giá cao hơn rồi. Vì chúng ta chấp nhận mua với mức giá cao hơn, tức là đồng nghĩa với chúng ta đồng ý trả giá cao hơn cho một đồng lợi nhuận. Cũng giống như giải thích dễ hiểu với các bác các anh chị rằng là ví dụ như thị trường bất động sản chẳng hạn, thì khi mà bất động sản trong một khoảng thời gian dài trầm lắng thì bất động sản tăng giá, thì các bác các anh chị dùng một cái từ đó là đang có thị trường bất động sản đang tăng nóng, hay là đang có đầu cơ bất động sản, hay là đang có là thị trường bất động sản dạo này kiếm ăn được. Thì thị trường chứng khoán cũng vậy thôi, khi mà thị trường tăng điểm thì chúng ta sẽ dễ làm quen với cái câu chuyện là các nhà đầu tư sẽ dễ dãi hơn trong cái câu chuyện chấp nhận một cái mức giá cao hơn cho một đồng lợi nhuận mà doanh nghiệp làm ra. Thì chúng tôi sử dụng cái giải pháp là điểm qua 100 cái cổ phiếu cơ bản hàng đầu của thị trường theo cái file mà trong cái video 24 anh chị, 24 chúng tôi để lại cái danh sách đấy. Thì anh chị điểm lại các cái cổ phiếu trong cái danh sách này và lấy cái tính cái PE trung bình của toàn bộ cái danh sách mà 100 cái cổ phiếu cơ bản tốt đấy, thì các anh chị bác anh chị sẽ thấy rằng là thị trường chúng ta các nhà đầu tư, các quỹ và toàn bộ thị trường đang chấp nhận với một cái mức PE không phải là nằm quanh 10 nữa mà là ở mức cao hơn. Tuy vậy thì một chặng đường dài thì cần phải có nghỉ ngơi, và chúng tôi cho rằng là
Khi mà mọi người bi quan thì tự doanh chứng khoán không hề bi quan. Thưa các bác các anh chị, tự doanh chứng khoán chưa bao giờ bi quan khi mọi người bi quan. Và chúng tôi liên tục cập nhật tình hình thị trường và đưa ra những thông báo trước cho các bác các anh chị về tình hình cụ thể của thị trường nó như thế nào. Và chính vì điều đó mà chúng tôi đã giúp các anh chị giữ được cổ phiếu hoặc là dịch chuyển của thị trường đến thời điểm 765, là dự báo trước của chúng tôi cách đây khoảng tầm một tuần hoặc là hơn một tuần nào đó. Thì đến bây giờ thì cái điểm đã đến thì cũng đồng nghĩa với việc rằng là trong khoảng thời đoạn khá là nhanh từ mùng 5 tháng 6, ngày hôm nay là 20 tháng 6, tức là sau 15 ngày và 2, 4, 6, 8, 10, 12 phiên giao dịch, thị trường đã tăng từ mức 737 mà hôm nay đã là 767, tức là có một mức tăng đáng kể. Thì vậy nên là một thời đoạn nghỉ ngơi trong vòng 10 phiên giao dịch hoặc hơn sẽ cần phải diễn ra trong những ngày giao dịch sắp tới. Ok các bác anh chị, tôi xin phép dừng lại để có thể chia sẻ tiếp với các bác anh chị. Anh chị có câu hỏi nào không ạ? Hiện tại thì chúng tôi nhìn thấy được rằng là lực tăng chính của thị trường đây, thưa các bác anh chị, lực tăng chính của thị trường vẫn là cái câu chuyện mà chúng tôi nhắc tới của video ngày hôm qua, đó là câu chuyện của ngân hàng, câu chuyện nâng hạng MSCI, câu chuyện ngành chứng khoán, câu chuyện bất động sản được gỡ trói cho cái câu chuyện nợ xấu, và một vài cái câu chuyện lẻ tẻ riêng lẻ liên quan tới Zimandes này, liên quan tới Biên Hòa này, liên quan tới Hoàng Anh Gia Lai, hay là vài câu chuyện lẻ tẻ không đáng để chúng ta nhắc tới trên thị trường. Chúng ta chỉ nhắc tới những cái dòng chính của thị trường, đó là dòng chứng khoán và dòng ngân hàng kết hợp với dòng bất động sản của năm 2017. Năm nay chỉ xoay quanh ba cái dòng đấy là chủ yếu. Cái này có dự báo trước cho các bác anh chị rồi. Thực ra là nhiều bác anh chị đang xem đây mà dòng đầu tiên dừng phải là dòng chứng khoán bạn Trần Lương Phát ạ. Bởi vì dòng chứng khoán nếu nhìn trên tổng quan mà mang tính độc lập, chúng tôi không nắm cổ phiếu hoặc là không có cổ phiếu hoặc là nắm tiền để đưa ra các nhận định cho các bác anh chị, bởi vì chúng tôi là người ghi lại cái nhật ký của thị trường. Vì vậy chúng tôi đưa ra những cái nhận định mang tính chất công tâm, hoàn toàn độc lập ở các dòng. Thì chúng tôi thấy được rằng dòng chứng khoán đã và đang bắt đầu có dấu hiệu dừng lại. Tôi lấy ví dụ như cổ phiếu đầu ngành của chứng khoán là cổ phiếu SSI. Tại thời điểm buổi sáng, giá cao nhất của SSI là 28.15. SSI có khoảng tăng từ ngày 2 tháng 6 ở mức 24.76, ngày hôm nay đạt mức 28.15, tăng 4 giá. Và tại thời điểm hiện tại, SSI chỉ còn giá 27.55. Thưa các bác, đây là dấu hiệu của câu chuyện là ngành chứng khoán dừng lại. Mặc dù HCM, VND, BSI, SHS rồi rất nhiều công ty chứng khoán nhỏ khác, nhưng chúng tôi không bình luận tới, chúng tôi chỉ bình luận tới 3 cổ phiếu hàng đầu của thị trường, bao gồm SSI, HSC và VND. Đây là ba cổ phiếu các anh chị có thể theo dõi để xem là ngành nào dừng đầu tiên. Đó là ngành chứng khoán thì dừng đầu tiên. Ngành thứ hai sẽ dừng lại, đó là ngành ngân hàng. Chúng ta sẽ nhìn thấy cổ phiếu Vietcombank, thưa các bác các anh chị. Đây các bác các anh chị này. Ở Vietcombank chúng ta đã thấy 3 phiên liên tiếp Vietcombank không vượt được qua vùng 40. Rõ ràng thể hiện một cái dấu hiệu suy yếu nhất định tại Vietcombank. Đây là cái dòng gọi là chủ lực, những dòng chủ lực đang có dấu hiệu suy yếu. Hiện tại thị trường cố giữ điểm bằng hai cổ phiếu trọng chủ chốt, đó là PLX và Sabico đang được sử dụng để giữ thị trường, thưa các bác các anh chị. Chúng tôi không muốn đưa ra cái gì đấy bi quan cho các bác anh chị, bởi vì thực ra thị trường năm 2017 là khoảng thời đoạn mà là xu hướng đi tăng dài hạn. Nên là chúng ta cũng không quá lo lắng với những nhà đầu tư dài hạn. Thì cái câu chuyện chúng tôi đang cập nhật ở đây chỉ chẳng qua nó là một cái một trang giấy ghi lại nhật ký của thị trường vào ngày 20 tháng 6 thôi. Các bác các anh chị chỉ dùng để tham khảo, không có gì phải bi quan. Cứ bình tĩnh tính toán theo kế hoạch có sẵn từ trước để mua bán hoặc là giao dịch cho phù hợp.
mua bán giao dịch cho phù hợp. Ok. Có bác nào có muốn hỏi về về dòng nào, cổ phiếu nào nữa không ạ? Hôm nay thì tôi dành khá nhiều thời gian cho cái câu chuyện là để giải thích với các bác anh chị về một số vấn đề. Các bác nào muốn hỏi về vấn đề PE tại sao lại sử dụng bằng 10 và bây giờ chúng ta phải làm quen với PE bằng 10 à bằng 12 không ạ? Alo, có các bác các anh chị 75 người đang xem có còn xem không ạ? Có nghe được không ạ? Hòa Bình ạ. Hòa Bình thì thưa với bạn Mai Thế Thuận rằng là Hòa Bình hiện tại đang tăng điểm. Lý do chủ yếu của Hòa Bình là thứ nhất là về kết quả kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Hòa Bình trong những quý gần đây khá là tốt. Quý 2 này kết quả kinh doanh vẫn là kỳ vọng là khá tích cực. Cộng với câu chuyện ngày 3 tháng 7 năm 2017 là Hòa Bình sẽ chốt chia 35% chốt quyền 35%. Đây là lý do chính để Hòa Bình có cái dịch chuyển đi lên. Dòng thép và vật liệu xây dựng thì sẽ là những cái dòng hỗ trợ thị trường trong những lúc cần thiết, bởi vì năm 2017 không phải năm của thép và vật liệu xây dựng nữa, bởi vì thép và vật liệu xây dựng đã là tiến triển tích cực vào năm 2016, thưa với bạn Trần Hoàng Long ạ. Hoa Sen, Hòa Phát nằm chung trong dòng thép và vật liệu xây dựng tôi vừa trả lời rồi ạ. Ba con A thì chủ yếu thưa các bác anh chị đó là kỳ vọng vào cái câu chuyện nhà máy mới, hoạt động nhà máy mới và những cái chỉ số của nó tốt. Hiện tại thì PE của Pepana vẫn ở mức 9.72, khả năng giá sẽ hướng về vùng 34-35. Quý 1 3A đạt được lợi nhuận 66 tỷ, quý 1 được 66 tỷ gấp đôi cùng kỳ luôn ạ. Quý 2 cũng khả năng là tích cực. Cái tích cực của 3A nằm ở chỗ là đi vào vận hành nhà máy mới các bác anh chị, và các chỉ số cơ bản của Bagana vẫn còn khá là tích cực. Đây là một trong những cổ phiếu phi thị trường các bác anh chị, cổ phiếu phi thị trường ạ. Về vấn đề Kinh Bắc, có một nhóm nào đó Kinh Bắc thì hôm nay tạo ra một cái nến khá là xấu. Bản chất của Kinh Bắc thì giật tức là không có 17.2. Kinh Bắc cũng là một cổ phiếu thường là phi thị trường anh chị, đi ngược thị trường anh chị. Trong những khoảng thời đoạn mà thị trường có tiêu cực thì gọi là không được tích cực thì Kinh Bắc là những cổ phiếu đi ngược thị trường. Hiện tại thì chúng tôi đang nhìn thấy câu chuyện của Kinh Bắc là đang đi ngược thị trường các bác anh chị. Thị trường hôm nay thì có thể hiện một cái câu chuyện đó là mức bắt đầu có vấn đề suy yếu chứ chưa dừng hẳn đâu các bác anh chị. Bởi vì hiện tại chúng ta chưa về tới ga Nha Trang các bác anh chị, điểm số chỉ là cái con số tham khảo thôi các bác anh chị, 765 chỉ là con số tham khảo mà dự báo trước đó. Bây giờ hiện tại tại thời điểm hiện tại thì chỉ số đang là 767, vì vậy chúng ta cũng không có gì phải quá băn khoăn đâu ạ. Hôm nay thì chúng tôi không đưa ra một cái chủ điểm cụ thể nào nên là trực tiếp lâu một chút, nói chuyện với các bác anh chị lâu một chút. Mục đích là để câu like các bác anh chị. Các bác anh chị đang xem thì để lại mỗi người một bình luận, bất kỳ một bình luận nào đó anh chị có thể gõ bất kỳ một bình luận nào, hoặc là để lại like. Đất xanh thì nó nằm vào một cái chu kỳ hồi của đất xanh, nhưng mà lực hồi khá là yếu ớt. Hôm nay đúng ra là đất xanh phải vượt 18.5 nhưng mà thấy lực không đủ mạnh. Chúng tôi cho rằng là vẫn là tích cực, bởi vì các chỉ số của đất xanh khá là tốt các bác anh chị. Chỉ số của đất xanh khá là tốt. Nếu mà tính theo cái kiểu PE của chúng tôi nói đến PE 12 thì bởi vì có kết quả kinh doanh quý 1 của đất xanh và quý 4 của đất xanh đạt ở mức khá là cao. Chính vì thế nên nó tạo ra một cái các cái chỉ số của đất xanh quá là tích cực luôn. Thì nếu anh chị nào mà đầu tư dài ở đất xanh thì hoàn toàn yên tâm, câu chuyện là để dài hạn. Còn ở đầu tư ngắn thì chúng tôi khuyến nghị rằng là các anh chị cũng có thể tự tin, có thể là nắm giữ trong một khoảng thời gian sắp tới. Bởi vì đây là cổ phiếu mà trong giai đoạn thị trường đi lên thì nó đi xuống, bây giờ thị trường nếu có chứng lại thì nó sẽ đi lên. SRI thì là hồi nãy có cập nhật ở đầu video rồi, Triệu Tử Long có thể xem lại.
Dược là cổ phiếu phòng thủ, nhưng giai đoạn thị trường vừa rồi thì dược là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất của thị trường. Vì vậy đợt này dược sẽ không còn là cổ phiếu phòng thủ nữa. ACV anh Thắng không theo dõi, Hà Tiên Một là cổ phiếu phòng thủ, anh chị em có thể theo dõi Hà Tiên Một, đây là cổ phiếu phòng thủ. Hà Tiên Một hút hả? Nói chung là chúng ta sẽ tiến vào ga Nha Trang và chúng ta có thể hoàn toàn tự tin với một số cổ phiếu chúng ta đã có lời, thì chúng ta hoàn toàn tự tin để có thể xuống tàu đi chơi tại Nha Trang, nghỉ dưỡng, tắm biển, đi du lịch ở các đảo, và chúng ta sẽ quay lại tàu trước cuối tháng 7. Thời gian cụ thể Tự Do Chứng Khoán sẽ cập nhật với các anh chị hàng ngày vào lúc 14 giờ hàng ngày giờ giao dịch. Tự Do Chứng Khoán cố gắng sẽ dành khoảng tầm 15-20 phút để ghi lại nhật ký thị trường. Các buổi trực tiếp thế này ngoài mục đích là cung cấp các thông tin mới cho các bác anh chị trên thị trường, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi ghi lại nhật ký thị trường để sau này các bác anh chị có thể kiểm chứng, có thể nghiên cứu, có thể đọc và sử dụng làm tài liệu tham khảo. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng là thị trường sẽ cần một khoảng thời gian để tích lũy, để gọi là tích lũy hơn, chấp nhận với cái mức PE cao hơn và để giảm bớt cái đà tăng nóng của thị trường trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng chúng tôi khuyến nghị các bác anh chị tự tin xuống tàu đi tắm biển. Chúng tôi sẽ dừng trực tiếp trong 5 phút tới. Đề nghị các bác anh chị hiện tại đang theo dõi trực tiếp của Tự Do Chứng Khoán. Ga là cổ phiếu đầu tư dài hạn, có thể mua vào và để dài hạn, để như Hòa Bình luôn, để như Hòa Bình trong giai đoạn mà Hòa Bình là mức 2, lúc mà Hòa Bình mức 25-26 thì ga có thể để ở đây và để dài hạn. Ga có thể để ở đây mua và để dài hạn. Bởi vì tùy vào phương châm, hôm nay thì rảnh nên là tôi có thể trao đổi thêm với các bác anh chị nhiều vấn đề lắm. Thế giới di động, thế giới di động thì chỉ có thể xem biểu đồ kỹ thuật cho các bác anh chị thôi. Thế giới di động cũng là cổ phiếu có thể đi ngược thị trường các bác anh chị. Cổ phiếu phòng thủ ấy, giai đoạn này khả năng sẽ là cổ phiếu phòng thủ. Thưa các bác anh chị, có một điểm lưu ý đặc biệt nữa, đó là đoàn tàu Tự Do Chứng Khoán luôn đưa ra những cái dự báo khá là sớm, có thể sớm cộng trừ tới 5 phiên giao dịch. Vì vậy các bác anh chị hoàn toàn có thể yên tâm chậm rãi thực hiện theo những cái dự báo sớm của Tự Do Chứng Khoán, không việc gì phải vội cả, cứ chậm rãi. Hiện tại chúng tôi không nhận được các cái cập nhật, chúng ta đang xem video rất là nhiều nhưng rất ít các bác để lại những cái bình luận mang tính gọi là ủng hộ. Phần lớn các bác anh chị không thích nghe những cái dự báo mang tính tiêu cực, tức là giảm điểm hay là tích lũy hay là gì đấy. Nhưng mà lần đầu tiên Tự Do Chứng Khoán đưa ra cái dự báo sớm cho cộng trừ một tuần cho thị trường gọi là sẽ dừng lại, chậm hơn, tích lũy và chấp nhận dần, làm quen dần với P/E bằng 11-12 thì các bác anh chị. Chúng tôi sẽ dừng trực tiếp ạ. Chào các bác anh chị, cố gắng là ủng hộ Tự Do Chứng Khoán cho cái chương trình bản tin tài chính, nhật ký thị trường các ngày trong tuần, các ngày giao dịch, và mỗi ngày sẽ có một cái chủ đề rất là sớm ấy ạ. Đúng rồi, Hiếu Đức Trương, Tự Do Chứng Khoán dự báo khá là sớm để cho các bác anh chị cứ thoải mái trong các vấn đề giao dịch, không việc gì phải vội. Tất cả những thứ Tự Do Chứng Khoán nói không có gì mà phải xoắn đâu, bởi vì những cái thứ Tự Do Chứng Khoán nói nó không tác động ngay đến thị trường. Thậm chí những cổ phiếu có nói tốt thì nó cũng không tăng, nói xấu nó cũng không giảm. Thị trường nói bảo dừng lại nó không dừng, nó vẫn dịch chuyển theo hướng của nó. Tuy vậy chúng tôi dự báo để anh chị biết nắm và thuận tiện cho câu chuyện giao dịch. Chào cả nhà. Chúc cả nhà một tuần giao dịch nhiều thành công. Ủng hộ chúng tôi.
để được lắng nghe những cập nhật thị trường, những bản tin tài chính và những ngày